Thưa các công dân Nga, các cựu chiến binh thân mến, thưa các đồng chí chiến sĩ và thủy thủ, các đồng chí hạ sĩ quan, thưa các đồng chí sĩ quan, các tướng lĩnh và các đô đốc, thưa các chiến sĩ, chỉ huy, quân nhân trên tiền tuyến đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, tôi xin chúc mừng các bạn nhân ngày chiến thắng. Đây là ngày lễ thiêng liêng và trọng đại của quốc gia chúng ta. Hôm nay, chúng ta tôn vinh cha anh của chúng ta. Họ đã bảo vệ quê hương và đè bẹp chủ nghĩa quốc xã, giải phóng các dân tộc ở châu Âu và thể hiện chủ nghĩa anh hùng vô song trong chiến đấu cũng như trên quê hương. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến những nỗ lực bóp méo sự thật về chiến tranh thế giới thứ hai. Sự thật này là một điều nhức nhối đối với những ai đã hình thành thói quen xây dựng chính sách thuộc địa hiệu quả của mình dựa trên sự dối trá và dối trá. Họ đang phá bỏ các đài tưởng niệm những người thực sự chiến đấu với chủ nghĩa quốc xã, dựng tượng đài cho những kẻ phản bội và đồng bọn của Hitler, đồng thời xóa bỏ ký ức về chủ nghĩa anh hùng và tinh thần cao thượng của những người giải phóng, cũng như sự hy sinh vĩ đại mà họ cống hiến cho toàn thể sự sống trên trái đất. Nuôi dưỡng tình cảm phục thù, nhạo báng lịch sử và tìm cách biện minh cho những người theo Đức Quốc xã ngày nay là một trong những phần tạo nên chính sách chung của giới tinh hoa phương Tây nhằm thúc đẩy các xung đột khu vực, xung đột giữa các sắc tộc và tôn giáo, cũng như ngăn chặn các trung tâm độc lập và chủ quyền của sự phát triển toàn cầu. Chúng tôi bác bỏ những tuyên bố mang tính ngoại lệ của bất kỳ quốc gia hoặc liên minh nào. Chúng tôi biết tham vọng không được kiểm soát này có thể dẫn đến điều gì. Nga sẽ cố gắng hết sức để tránh một cuộc đối đầu toàn cầu, nhưng sẽ không cho phép mình bị đe dọa. Lực lượng chiến lược của nước Nga luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Phương Tây muốn quên đi những bài học của chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng chúng ta nhớ rằng số phận của nhân loại đã được quyết định trong các trận chiến ở Moscow, Leningrad, Stalingrad, Kursk, Kharkov, Minsk, Slomansk và Kiev, và trong những trận chiến căng thẳng, giao tranh đẫm máu từ Murmansk đến Kapka và Crimea. Trong 3 năm dài và khắc nghiệt đầu tiên của chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Liên Xô cùng với tất cả các nước Cộng hòa cấu thành của mình gần như một tay chiến đấu với Đức Quốc xã, trong khi hầu như toàn bộ châu Âu làm việc để hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của Đức Quốc xã. Nhưng hãy để tôi nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ coi thường tầm quan trọng của mặt trận thứ hai hoặc sự hỗ trợ của đồng minh. Chúng ta tôn vinh lòng dũng cảm của tất cả những thành viên trong liên minh chống Hitler, phong trào kháng chiến, các phong trào du kích và phong trào bí mật, cũng như lòng dũng cảm của người dân Trung Quốc đã đấu tranh giành độc lập trước sự xâm lược của quân phiệt Nhật Bản. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ và sẽ không bao giờ quên cuộc đấu tranh chung, cũng như truyền thống của mối liên minh đầy cảm hứng này. Thưa các bạn, nước Nga hiện đang trải qua một thời điểm khó khăn, mang tính bước ngoặt trong lịch sử của mình. Số phận tổ quốc và tương lai của nó phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. Hôm nay, nhân ngày chiến thắng, chúng ta cảm nhận điều đó một cách sâu sắc hơn bao giờ hết và không ngừng khơi dậy nguồn cảm hứng từ thế hệ những người chiến thắng dũng cảm, cao thượng và khôn ngoan của chúng ta, cũng như cách họ trân trọng tình bạn và luôn vững vàng trước nghịch cảnh, luôn tin tưởng vào bản thân và cộng đồng, quê hương, có tình yêu đất nước chân thành và vị tha. Chúng ta đang kỷ niệm ngày chiến thắng trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả những người tham gia vào cuộc chiến ở tiền tuyến đều là những người anh hùng của chúng ta. Tôi xin bày tỏ sự khâm phục tới lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bạn. Toàn thể nước Nga sát cánh cùng các bạn.
những cựu chiến binh của chúng ta cũng tin tưởng vào các bạn và lo lắng cho các bạn. Việc họ vẫn tham gia đầy cảm xúc vào cuộc sống hiện nay và chủ nghĩa anh hùng là mối dây ràng buộc không thể phá vỡ sự liên kết các thế hệ anh hùng này lại với nhau. Hôm nay, chúng ta tôn vinh ký ức rạng ngời của những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong ký ức của những người con gái, con trai, những người thân trong gia đình và bạn bè, chúng ta cúi đầu tưởng nhớ các cựu chiến binh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã không còn ở bên chúng ta nữa, để tưởng nhớ những thường dân đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích và tấn công khủng bố man rợ của bọn quốc xã, cũng như tưởng nhớ những người anh em đồng đội của chúng ta đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa quốc xã mới và trong cuộc đấu tranh chính nghĩa cho nước Nga. Tôi tuyên bố, phút mặc niệm bắt đầu. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья. Thưa các cựu chiến binh, các đồng chí và những người bạn. Ngày 9 tháng 5 luôn là một ngày đầy cảm xúc và sâu sắc. Mỗi gia đình đều trân trọng những anh hùng của mình, nhìn những bức ảnh, những khuôn mặt thân yêu của họ, nhớ về những người thân trong gia đình và những câu chuyện về chiến tranh và công việc vất vả của họ. Ngày chiến thắng gắn kết mọi thế hệ, chúng ta sẽ tiến về phía trước dựa vào truyền thống hàng thế kỷ của mình và cảm thấy tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo một tương lai tự do và an toàn cho nước Nga. Vinh quang cho các lực lượng vũ trang dũng cảm, cho nước Nga, cho chiến thắng.
Казацкое казачье общество представляет парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского. Возглавляет строй казачий генерал Виталий Кузнецов. Более 30 тысяч казаков-добровольцев воюют в зоне специальной военной операции. За мужество и героизм семерым присвоено звание Героя России. Завершают пешую часть парада курсанты прославленного Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом кремлевцев полковник Ярослав Гладких. За столетнюю историю в стенах училища подготовлено более 60 тысяч офицеров для сухопутных войск. Многие из них стали военными руководителями самого высокого ранга. Сегодня в зоне специальной военной операции подразделения и воинские части, возглавляемые офицерами-кремлевцами, успешно решают поставленные задачи. За проявленное мужество, стойкость и несгибаемую волю к победе более 5000 выпускников училища награждены государственными наградами. 17 удостоены звания Героя Российской Федерации.